Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện có tựa đề là Hồn Oan trên Tam Đảo của tác giả Như Quỳnh. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đây là một câu chuyện xảy ra vào khá nhiều năm về trước, đầu những năm 2014-15 gì đó. Khi đó người dân miền Bắc, đặc biệt là những người sống quanh Hà Nội, người ta rủ nhau đi du lịch trên thị trấn Tam Đảo. Nhắc đến thị trấn Tam Đảo là một huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, đặc điểm khí hậu mát mẻ cùng những dãy núi cao. Thêm vào đó là cung đường ven núi rất đẹp, nên khách du lịch kéo đến ngày càng đông. Và rồi nhóm của Lan cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Lan lúc ấy vẫn còn đang là một cô sinh viên hồn nhiên theo học tại một trường đại học tại Hà Nội. Nhóm của Lan có 4 người chơi thân với nhau, trong đó có 2 nam và 2 nữ. Hai bạn nam có tên lần lượt là Hải và Đức. Người con gái còn lại chính là Lan và Hương. Cả 4 người đều học chung một lớp, cho nên tình bạn của họ theo đó ngày càng gắn kết hơn. Ngày hôm đó là một ngày cuối hạ đầu thu, Lan đang ngồi hầm trên lớp thì Hương vòng tay qua khoác lên cổ của Lan. Vẻ mặt của Hương có chút hớn hở. Hương đưa chiếc điện thoại ra trước mặt của Lan, rồi nháy mắt kêu Lan nhìn vào màn hình điện thoại. Nhận chiếc điện thoại từ tay của Hương, Lan bắt đầu lẩm nhẩm. Đại khái đó là một bài viết review về những địa điểm đáng để đi du lịch quanh Hà Nội. Lan vừa đọc vừa ngắm nghía từng bức ảnh mà người chủ bài viết up lên. Nhìn cảnh núi non hùng vĩ cộng với những dòng chữ miêu tả của người đăng bài, Lan khá là thích thú. Cô quay về phía của Hương, trả lại điện thoại cho người bạn của mình rồi vui vẻ nói chuyện. Cái chỗ này đẹp đấy, thế mày tính bao giờ bọn mình đi? Nhưng phải rủ thêm thằng Hải với thằng Đức chứ. Hai đứa mình con gái đi xe máy lên đó thì nguy hiểm lắm. Dường như tất cả mọi thứ đều đã nằm trong sự tính toán của Hương. Bên ngoài cửa lớp, Hải và Đức đúng lúc có mặt. Thế hai người bạn Hương điện vẫy tay gọi lại. Ngay lập tức cuộc họp diễn ra giữa 4 người được thành lập. Hương là người đưa ra chủ ý đi chơi, nên cô là người đứng ra nói trước. Sau khoảng vài chục phút bàn tới bàn lui, tất cả đã thống nhất với nhau sẽ đi vào chiều thứ bảy tuần sau. Vì cả nhóm còn đang là sinh viên nên thời gian trong tuần hầu như tập trung trên giảng đường. Vậy nên nhóm của Lan chỉ có thể chọn đi vào những ngày cuối tuần. Mặc dù mọi người vẫn biết đi chơi vào những ngày nghỉ hay lễ cuối tuần thì lượng người đi sẽ đông, cộng với đó là chi phí phát sinh sẽ nhiều hơn. Nhưng đây là một phương án tốt nhất mà Lan cùng mọi người có thể lựa chọn vào lúc này. Thời gian cứ như vậy trôi qua, chẳng mấy mà thứ bảy cũng tới. Lan cùng nhóm bạn buổi sáng sẽ đi chợ mua những đồ dùng cần thiết. Vì theo kế hoạch đã bàn thì nhóm sẽ tổ chức nướng đồ ăn ở trên đỉnh Tam Đảo, cho nên đồ dùng cần mang theo cũng khá nhiều. Được khoảng 4 giờ chiều, hai chiếc xe máy bắt đầu xuất phát từ Hà Nội, hướng thẳng theo cầu Nhật Tân mà phóng đi. Trên đường đi, nhóm của Lan hào hứng lắm. Mỗi khi thấy chỗ nào đẹp là cả đám dừng lại check in vài kiểu rồi lại lên xe đi tiếp. Hương ơi, mày đã tìm được khách sạn để thuê phòng chưa? Vừa đến dốc đèo Tam Đảo, thằng Hải đã gọi cái Hương để hỏi. Trời bây giờ cũng đã nhá nhem tối, cho nên việc khách sạn để ở qua đêm là việc cả nhóm phải ưu tiên đầu tiên. Hương vốn là một người tính xuề xòa, nước có khi phải ngập đến đầu thì nó mới nhảy. Hương vẫy tay ra hiệu cho Hải, vừa vẫy tay nó vừa nói bằng một cái giọng nhàn nhạt, nhạt. Yên tâm, ta tìm hiểu kỹ ở trên này rồi. Toàn là nhà nghỉ thôi, tìm bữa đâu chả được một cái, cho mày cứ an tâm. Mà bây giờ cũng muộn rồi đấy, anh em mình đi nhanh lên đó thôi, còn đứng đồ nữa, bầu ta đói meo cả rồi, nó cứ réo rắt từ nãy đến giờ đấy. Hương vừa nói vừa đưa tay xoa bụng làm điệu bộ. Thế là hai chiếc xe máy bắt đầu chạy vun vút hướng lên trên đỉnh Tam Đảo. Dọc cả đường từ dưới đi, ngoài nhóm của Lan thì từng đoàn xe máy có, ô tô có cũng ồn ào kéo nhau đi lên. Phía bên chiều đối diện ngược lại,
Hỏa may cũng chỉ có một hai người đi xuống, đa phần là các cô bán hàng trên đó bây giờ mới về, chứ khách du lịch thì hầu như là nhóm của Lan không gặp ai cả. Đến khoảng 7:30, nhóm của Lan lên đến được quảng trường thị trấn Tam Đảo. Nhìn những ngôi nhà cùng ánh đèn thắp sáng rực rỡ, nhóm của Lan thích lắm. Lan cùng mọi người đứng lại chụp ảnh ở dưới quảng trường một lúc thì mới lấy xe đi tìm nhà nghỉ. Công chính vào lúc này nhóm của Lan mới hiểu được cảm giác nào là tìm phòng trong vô vọng. Chiều thứ bảy, khách tham quan đến Tam Đảo đông nghìn nghịt. Không những là người đi đơn lẻ mà các đôi tình nhân hay đi gia đình vài ba người, mà còn có cả các đoàn xe khách 35 đến 40 người cũng có. Chính vì vậy mà tối thứ bảy khách sạn bị cháy phòng, dẫn đến giá phòng tăng lên đột biến. Nhóm của Lan đi xung quanh để tìm phòng, nhưng đa phần đều hết phòng. Còn một hai nhà nghỉ thì người ta báo giá quá cao. Cả nhóm lại toàn sinh viên nên cũng không có đủ kinh tế để thuê. Giá phòng lúc đó có khi bằng cả một tháng tiền ăn của Lan. Lúc này nhóm của Lan thất vọng lắm. Bọn họ không thể lên đến đây rồi lại phải về như vậy. Có lúc mọi người còn suy nghĩ hay quay về thành phố rồi sáng mai đi lên chơi sau. Thế nhưng rồi còn những thứ đã chuẩn bị từ sáng đến giờ không thể mang về dưới kia được. Trong nhóm bắt đầu có lời qua tiếng lại giữa mọi người. Hải là người khó chịu nhất trong đám. Ta đã nói là đặt phòng trước đi mày không có nghe. Đến bây giờ mày tính xem, cả đã mất công lên đây ngủ ngoài đường hả? Hương vốn tính nóng, bị Hải nói cô tự ái khó chịu. Ta làm sao biết được, ai biết để trên này hết phòng đâu. Trong bài review người ta cũng chẳng bảo là trên này toàn nhà nghỉ. Cứ lên kiếm đại một phòng là có. Mày nói giọng cứ như là tâm muốn chúng mày bị như vậy không bằng đó. Chẳng phải mày là đứa đưa ra chủ đích cho chuyến đi này, xong bây giờ mày còn nói như vậy. Chơi thì chơi, không chơi thì thôi, chứ như thế này chỉ mang bực vào mười thôi. Đức ở bên thấy Hương và Hải sắp cãi nhau to, Đức vội vàng lên tiếng. Thôi, chúng mày đừng có cãi nhau nữa. Cái việc này không ai mong muốn cả. Mỗi đứa giảm đi một câu không chết. Quan trọng bây giờ là phải nghĩ ra cách để tìm nhà nghỉ. Theo tao bây giờ là mình cứ chia nhau đi tìm đi. Tao với Hương đi cùng nhau, Lan với Hải đi với nhau, sau đó tập trung lại chỗ này. Cả nhóm đồng ý với cách sắp xếp của Đức. Sau gần một tiếng đồng hồ đi hỏi tất cả những nhà nghỉ chung quanh, cuối cùng cả nhóm cũng tập trung tại chỗ cũ. Việc tìm phòng không ngoài dự đoán, cả nhóm không hỏi được một phòng nào cả. Khi mà tất cả đang chìm trong bế tắc thì một giọng nói của một người phụ nữ vang lên, khiến cho nhóm của Lan đồng loạt quay sang. Các em ơi, em tìm phòng phải không? Dạ vâng chị, nhưng em muốn tìm hai phòng mà ở đây khách sạn nào cũng hết phòng mất rồi. Hương vì là người hay bày ra chủ ý đi chơi, cho nên cô cảm thấy bản thân tội lỗi. Vừa thấy có người bảo cho thuê phòng, Hương vội vàng đứng ra nói ngay. Như bắt được tâm lý, người đàn bà kia bắt đầu thể hiện khả năng diễn xuất của mình. Vẻ mặt của người phụ nữ đó tỏ ra nghiêm trọng, bà ta chậm rãi bảo. Giờ này các em mà tìm nhà nghỉ trên này không có đâu. Thứ bảy nào các nhà nghỉ ở đây chả cháy phòng. Mà kể các em có tìm thấy nhà nào còn phòng đi chăng nữa, thì giá nó cũng phải 1,5 triệu đến 2 triệu một phòng đấy. Mà cỡ sinh viên như bọn em làm gì có tiền. Nhà chị còn phòng nhưng mà hơi xa một chút. Mấy đứa có muốn thuê thì chị để cho khoảng 400 nghìn một phòng. Sao? Có ở thì chốt nhanh lên, không là chị cho người khác. Nhóm của Lan xin người phụ nữ kia 5 phút để hội ý. Sau đó cả nhóm đưa ra quyết định sẽ ở trọ nhà chị ta. Người phụ nữ đưa nhóm của Lan đi sâu vào trong rừng. Đoạn đường để đi đến được nhà nghỉ của chị này khá ngặt nghèo. Nếu mà đi một lần thì có khi không tìm được đường cũng nên. Sau đó hơn chục phút chạy xe theo chị ta, nhóm của Lan cũng được đưa đến một căn nhà 3 tầng. Vừa đến cổng nhà thì Lan không kiềm chế được rồi thốt lên. Mày ơi, sao cái nhà gì mà nhìn ghê vậy? Nhìn cứ như nhà ma đó. Căn nhà nghỉ nằm lẻ loi một mình tít trên cao. Ngay từ cánh cổng ra vào đã mang đến cho người ta một cảm giác ớn lạnh đến khó tả. Cánh cổng được làm bằng 2 cây cột hình vuông, nhưng dòng rìu đã bám kín chung quanh. Tại bờ tường rào bên ngoài có đôi chỗ còn bị đổ, gạch đá nằm lởm chởm khắp mặt đất. Nhóm của Lan đứng trước cổng lưỡng lự không biết có nên vào hay không.
Điều đặc biệt là căn nhà nghìn này nằm quay lưng vào rừng. Phía sau nhà cây cối mọc tùm, nhìn giống như là mấy ngôi nhà ma trong các bộ phim kinh dị vậy. Người phụ nữ kia thấy nhóm của Lan cứ đứng bên ngoài không vào, bà ta chạy ra rồi bảo: "Các em yên tâm, nhà nghìn này của gia đình của bác, vì nằm tít ở trên này thành ra không có mấy người biết đến. Với lại căn nhà xây từ lâu lắm rồi cho nên nó cũ kỹ vậy thôi. Với lại không có gách hết thường xuyên, gia đình của chị cũng không tu sửa gì cả. Mấy đứa mau vào đi, ở bên ngoài vậy thôi chứ bên trong phòng đẹp lắm." Nhóm của Lan nghe lời giải thích của chị chủ thì cũng bớt nghi ngờ. Cả nhóm kéo nhau đi vào bên trong. Lan nhìn lướt qua cấu trúc của ngôi nhà được thiết kế theo hình chữ L. Căn nhà này chắc cũng được xây dựng từ lâu cho nên độ thắp sáng có vẻ như không được tốt. Cộng với vẻ bên ngoài tường là rong rêu, kẻ lèo bám kín quanh tường, càng khiến cho căn nhà tối tăm hơn. Người phụ nữ đưa nhóm của Lan lên trên tầng 2 rồi tầng 3. Chị ta giới thiệu qua từng căn phòng cho nhóm của Lan xem. Đúng như lời của chị ta nói, trong phòng có phần sáng sủa hơn so với bên ngoài. Nhóm của Lan được sắp xếp hai phòng trong góc tầng 3 của ngôi nhà. "Kèm thế sao, phòng bên trong đẹp mà, phải không? Về lại giá cho thuê chị để cho mấy đứa là rẻ nhất rồi. Làm gì kiếm được phòng nào giá như vậy?" Lan đứng gần chị chủ nhà nghỉ nhất, cô gật đầu bảo: "Dạ vâng, thế chị để cho bọn em hai phòng nhé." Sau khi chốt phòng xong, chị chủ nhà nghỉ có ngỏ ý là muốn thu tiền trước. Vì theo lời của chị ta nói thì gia đình chế không có ở trên này. Phòng trên này khách thuê sẽ tự túc về mọi thứ. Khách muốn về lúc nào thì về thôi, chứ gia đình của chị không quản. Thấy người phụ nữ nói vậy, nhóm của Lan thanh toán tiền một lần hai phòng. Vì Lan cùng Hương là con gái cho nên ở chung phòng trong, còn Hải và Đức thì sẽ ở phòng bên cạnh. Lan mang chiếc ba lô đặt vào trong bàn rồi sắp xếp đồ đạc để chút nữa sẽ mang đi nướng. Sau khi chuẩn bị xong đâu đó, Lan lúc này mới kịp nhìn lại tổng thể của căn phòng. Trong phòng lúc này có một chiếc ghế đơn mà Lan có ấn tượng với chiếc ghế này lắm. Chiếc ghế này nó giống như chiếc ghế bập bênh mà ở nhà cũ của Lan hay ngồi. Có điều chiếc ghế này có phần cũ hơn. Và mỗi khi Lan nhìn sâu vào chiếc ghế, cô có cảm giác hoa mắt, chóng mặt và đau đầu. Quay sang nhìn Hương đang nằm trên giường lướt điện thoại, Lan vỗ nhẹ vào chân của Hương. "Hương ơi, mày nhìn thử cái ghế kia coi, sao ta thấy nó cứ sao sao đó." Theo bản năng, Hương ngồi dậy, nhìn theo hướng chỉ tay của Lan. Hương nhìn chăm chú phải đến một lúc lâu sau cô mới lên tiếng. "Có gì đâu, chỉ là một chiếc ghế thôi mà. Chắc ngày xưa chủ nhà có người già ở cho nên mua ghế này ngồi. Mày vào tắm trước đi, xong tao vào sau. Nhanh nhanh không hai thằng kia nó qua đó, mình chưa có xong rồi lại chửi nhau om sòm." Lan quay qua ôm lấy bộ quần áo để chuẩn bị trước đi vào nhà tắm. Vì chiếc ghế đặt ngay ở lối đi lại cho nên Lan phải đẩy nó qua một bên, cậu mới đi vào được bên trong. Lan bật công tắc điện nhà tắm rồi bước vào. Vì cửa nhà tắm được làm bằng kính cho nên Lan có thể nhìn lờ mờ được ra bên ngoài. Lan đưa tay bật vòi hoa sen rồi bắt đầu tắm. Vừa tắm Lan vừa ngân nga hát. Lan vốn thuộc câu lạc bộ dân ca trong trường cho nên cô hát rất hay. Từng dòng nước mắt chảy ra phủ kín khắp cả cơ thể của Lan khiến cô cảm giác khoan khoái. Lan hì hục kỳ cọ quanh người, bỗng có người vụt đi qua cửa khiến cho Lan giật mình quay lại. Lúc đó Lan cũng không biết có đúng là cô vừa nhìn thấy có người hay không, vì cô cũng không nhìn chính diện ra ngoài cửa. Chỉ là cô cảm nhận được như vậy cho nên cô mới quay đầu lại nhìn. Lan im lặng chờ đợi. "Lan ơi, mày tắm chưa? Làm gì mà lâu vậy? Tao chuẩn bị quần áo xong cả rồi đây." Ở bên ngoài giọng của Hương vang lên thúc giục, thành ra suy nghĩ trong đầu của Lan theo đó mà tan biến. Lan cố gắng tắm nhanh nhất có thể để cho Hương còn đi vào. Thế nhưng đúng lúc Lan vừa đưa tay lên xoa người thì điện trong phòng tắm đột nhiên tắt ngấm. Cùng với đó là từ đâu một cơn gió lạnh phả đến khiến da gà da ốc của Lan cứ như vậy nổi cả lên. Lan đưa tay xoa người, cô bảo: "Hương ơi, xem hộ tao điện nhà tắm sao lại bị tắt với?" Ở bên ngoài không có tiếng của Hương đáp lại, cùng với một điệu cười khàn đặc vang lên. Điệu cười đó vang lên ngay sát bên cửa nhà tắm.
Nghĩ đến Hương trước mình, Lan khó chịu bảo: "Tớ biết thừa mày rồi, không đùa được đâu. Mà bật điện đi, tớ tắm nhanh còn ra." Lan vừa nói dứt câu thì ánh điện trong phòng lại được bật lên. Lan xoay người tắm tiếp. Cùng lúc đó, bên ngoài cửa nhà tắm, một bóng người từ bao giờ đứng ngay ở bên ngoài. Bóng người đó ẩn hiện qua ô cửa kính mờ nhòa. Bên trong nhà tắm, Lan không hề biết đến sự xuất hiện của bóng người kia. Tắm xong, Lan mở cửa đi ra ngoài, thấy chiếc ghế lại chắn ngang đường đi. Cô thắc mắc lắm. Cô ngẩng lên nhìn Hương tính hỏi xem có phải là Hương kéo chiếc ghế đó ra không. Thế nhưng rồi trên giường Hương đã ngủ gật từ bao giờ. Cùng lúc đó ở bên ngoài giọng của Hải và Đức vang lên: "Hai bạn ơi, hai bạn xong chưa? Hai đứa mình đói quá rồi." Hương lúc này cũng đã tỉnh dậy, nghe thấy giọng của Hải và Đức bên ngoài. Hương vội vàng túm lấy quần áo chạy vào nhà tắm. Thế Hương đã vào nhà tắm, Lan đi ra mở cửa: "Đợi chút nhá, cây Hương nó tắm xong rồi mấy đứa mình đi." Trong thời gian đợi Hương tắm, Lan cùng Hải và Đức mang đồ xuống xe để chuẩn bị trước. Đợi khi nào Hương tắm xong thì cả đám chỉ việc đi. Đứng bên ngoài sân, Lan lúc bấy giờ có thêm thời gian để nhìn tổng thể ngôi nhà thêm lần nữa. Lần này Lan đứng ngay chính diện của ngôi nhà. Nếu là của một vài chục năm về trước, có lẽ ngôi nhà này sẽ là một ngôi nhà rất đẹp. Nhưng thời gian trôi đi, căn nhà bây giờ đã rơi vào trạng thái xuống cấp, thành ra là mọi thứ trở nên hoang tàn như bây giờ. Đột nhiên Lan thấy có một bóng đen thùi lùi đứng ngay trước cửa phòng cô. Vì là hành lang của căn nhà này được làm bằng kính, với lại thời gian đã lâu, thành ra kính đã bị ố vàng cả. Cho nên bóng đen kia Lan chỉ nhìn thấy lờ mờ mà thôi. Lan quay sang gọi Đức và Hải rồi chỉ tay về phòng của mình rồi bảo: "Hải, Đức ơi, chứ mày có thấy ai đang đứng trước cửa phòng ta không?" Hải và Đức nhìn theo hướng chỉ tay của Lan, nhưng khi ba người quay lại thì bóng đèn đó đã bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là Hương đi ra. Ngoắt đầu qua một ô kính đã vỡ, Hương lên tiếng hỏi mọi người xem còn thiếu gì không. Đức nhìn về chiếc xe máy rồi bảo: "Đủ cả rồi, mày xuống đi, nhanh cây chân lên chứ bọn tao đói lắm rồi." Hương từ trên tầng hút Hải chạy xuống, cầm mọi người đi khỏi căn nhà nghỉ. Hai chiếc xe máy lầm lũi tiến ra chỗ tháp truyền hình của thị trấn Tam Đảo. Phía sau ánh đèn lập lòe của xe máy, ngôi nhà dần trở nên yên tĩnh. Giữa quang cảnh chung quanh căn nhà tối om, nằm chìm lìm vào trong giữa chốn rừng núi. "Ê, chỗ này mà làm chỗ nướng là được này." Lan chỉ tay vào một bãi đất trống bên vệ đường rồi kêu cả nhóm dừng lại. Cả nhóm bắt đầu mang những thứ đã chuẩn bị rồi bắt đầu nhóm bếp than. Khi cả nhóm đang ngồi ăn uống vui vẻ thì Hải lấy chiếc loa đã chuẩn bị trước rồi bảo: "Cho mày nghe chuyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn không? Ta đang nghe dở mấy cái bộ hay lắm." Đức ở bên vỗ tay đánh đét một cái: "Có, hình như cái gì mà bộ mà bàn tay sét đánh, với lại bộ quỷ trong căn nhà hoang. Mày mấy cái bộ đó đi, tao cũng chưa kịp nghe." Hải đặt chiếc loa giữa rồi lấy cái điện thoại tìm kiếm. Tiếng loa bắt đầu vang lên, xen lẫn vào đó là tiếng gió rừng thổi xào xạc. Xung quanh chỗ nhóm của Lan ngồi, mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Nhóm ngồi im lặng, thi thoảng trong rừng có tiếng động vật kêu khiến cho Lan giật mình đánh thót. Đột nhiên Lan cảm giác lạnh lạnh sau gáy, dường như có một hơi thở lạnh toát đang phả vào gáy vậy. Lan giật mình quay lại, nhưng lại chẳng có ai. Lan nhìn ngó chung quanh một lượt rồi giật mình khi ở góc xa cô thấy có một bóng người đang đứng ở đó. Vì chung quanh mọi thứ đều là một màu tối nên bóng người kia Lan chỉ thấy lờ mờ. Lan vỗ nhẹ vào vai của Hải: "Mày ơi, có phải ở chỗ kia có người đang đứng không mày?" Câu hỏi của Lan khiến cả nhóm giật mình quay sang. Theo hướng chỉ tay của Lan thì mọi người nhìn thấy chỗ đó có một cái cột điện, nhưng ngoài cột điện ra thì làm gì có gì. Hải nhăn mày nhìn cho kỹ nhưng cũng không thấy. "Mày bị hoa mắt à? Làm gì có ai? Nghe xong chuyện ma ám ảnh à?" Sau câu nói của Hải, cả đám ôm bụng cười. Duy chỉ có Lan là thích có điều gì không ổn. Rõ ràng vừa mới đây Lan thấy có bóng người đứng đó. Bóng người đó rõ lắm, không thể nào Lan nhìn sai được. Thế Lan thơ thơ thần thần,
Hương ngồi bên lấy xiên thịt nướng đưa ra trước mặt của Lan. Làm gì có ai đâu mà mày cứ nhìn làm gì. Này, thịt này ăn được này. Chắc là do mày đó cho nên hoa mắt đó. Ờ, chắc vậy. Lan cầm lấy xiên thịt từ tay của Hương rồi đưa lên. Cả nhóm ngồi ăn thêm một lúc thì Lan cảm thấy cô buồn ngủ. Cô quay sang gục đầu vào người của Hương rồi bắt đầu chợp mắt. Bên cạnh cô nói chuyện giữa ba người, Hải, Hương và Đức vẫn diễn ra. Cả ba vừa ăn uống vừa chuyện trò vui vẻ. Bên này Lan dần đã chìm vào giấc ngủ trong cơn mơ màng. Đột nhiên Lan cảm thấy trước cột điện khi nãy lại xuất hiện bóng người đó. Lần này thì Lan nhìn thấy rõ lắm. Bóng người này giống như là một ông cụ vậy. Bóng của người đó đứng ở cột điện nhìn về đám người của Lan. Ánh mắt của ông ta nhìn chăm chăm như muốn ăn tới nuốt sống người khác vậy. Đột nhiên bóng người kia di chuyển. Ông ta đi thẳng về phía của Lan đang nằm. Lan cố gắng bỏ dậy nhưng không được. Bên cạnh Hương và Hải cùng với Đức cũng đang ngồi nói chuyện. Lan cố gắng gồng người nhưng dường như có một thế lực nào đó đang ép người của Lan xuống. Cô quay sang cố gắng gọi mấy người bạn của mình. Nhưng mặc cho Lan cố gắng gọi thế nào thì cả ba người đều không nghe thấy. Bóng của người kia tiến lại càng gần. Thân ảnh gầy guộc, chống chiếc gậy đi thập thánh, chỉ còn cách chỗ Lan độ chừng vài bước chân. Ông ta lao thẳng về phía của Lan, áp sát mặt vào mặt của Lan mà nói bằng thứ tiếng Tàu. Mặc dù Lan là sinh viên học ngành ngôn ngữ Trung, thế nhưng lạ là ông cụ này nói nhanh lắm. Lan còn không kịp nghe ông ta nói gì. Đột nhiên cả người của ông vặn vẹo, ông ta hướng tay về phía của Lan lao tới. Lan kinh hãi, cô đưa tay ra chắn trước mặt. Không, đừng lại đây. Này, Lan ơi, sao vậy, tỉnh dậy đi. Giọng của Hương vang lên khiến cho Lan giật mình tỉnh dậy. Biết mình vừa trải qua một cơn ác mộng, Lan thở phào. Cô quay sang lấy luôn chai nước ngọt rồi đưa lên miệng tu một hơi. Hải ở bên thấy Lan mặt mũi tím tái lo lắng. Mày không sao chứ Lan? Ta không sao, chỉ là mơ ác mộng thôi. Cho mày không phải lo, ta không sao thật mà. Hải đưa tay sờ chán của Lan nhưng bị cô đẩy ra. Lan cố gắng giải thích cho mấy đứa bạn của mình hiểu. Nhóm của Lan ngồi chơi đến nửa đêm kéo nhau trở về nhà. Vì lúc này đã khá muộn, cộng với ngày mai cả nhóm phải dậy sớm để đón bình minh, cho nên mọi người ai về phòng nó. Cánh cửa phòng của Lan được mở ra, từ bên trong tiếng bản lề cũ vang lên nghe đến rợn cả người. Từ bên trong một luồng gió lạnh phả ra. Luồng gió đó phả thẳng vào người của Lan khiến cô khẽ rùng mình. Mùa hè ở trên này mà đêm lạnh phết nhỉ, da gà của tao nổi cả lên rồi đấy. Lan quay sang nhìn Hương và nói. Hương nhìn Lan bằng một ánh mắt khó hiểu. Trên trán của Hương mồ hôi đang bám đầy cả mặt. Vậy mà cô bạn lại kêu lạnh. Hương nhăn mặt rồi hỏi. Mày bảo cái gì? Nóng bỏ tổ sẽ được mày bảo lạnh. Thôi mau mở cửa ra đi, tao bật cây quạt chứ nóng quá. Lan nhìn Hương lắc đầu để khó hiểu. Cơ vặn khóa đẩy cửa vào trong nhà. Thế nhưng cánh cửa vừa dường như có thứ gì đó chắn ở bên trong. Lan gồng người cố gắng đẩy nhưng không được. Thế Lan lúi húi mở cửa mãi không xong. Hương khó chịu. Sao thế, mở cửa đi. Lan quay sang nhìn Hương vẻ mặt đầy khó hiểu. Ta không biết là cửa bị kẹt gì đó, để mãi không có được. Đâu, mày đứng ra ta coi nào. Hương đi đến đẩy thử cánh cửa. Thế nhưng đúng cánh cửa chỉ mở được một chút, rồi không mở thêm được nữa. Quay lại nhìn Lan, Hương bấy giờ nhăn mặt. Phụ tao đẩy thử xem, hai đứa xem có đẩy được không, chắc là bị kẹt cái gì đấy. Lan gật đầu đi đến cùng Hương cố gắng đẩy mạnh. Dưới sức lực của hai người, cánh cửa mới nhích ra được một khoảng đủ để cho người đi vào. Lan đưa tay lần mò công tắc bật điện. Tiếng công tắc kêu lên, căn phòng nhanh chóng được thắp sáng. Bên ngoài ngay trước cửa ra vào, chẳng hiểu sao chiếc ghế kia lại nằm chắn ở đó. Cũng chính vì chiếc ghế này khiến Lan không thể mở được. Ở bên này Hương vẻ mặt có phần khó chịu rồi bảo. Đúng là cái nhà nghỉ tồi tàn thật đó. Đến cánh cửa cũng phải thở ra bằng đít mới đẩy được chứ. Sao lần này đi có mà khiếp vía. Lan nhìn chiếc ghế nằm chồng chơ rồi quay lại nhìn Hương, hỏi bằng một ánh mắt có phần khó chịu. Hương ơi, lúc nãy mày kéo chiếc ghế này ra đây hả? Hương lúc này đã vào trong phòng, cô nằm trên giường. Trên tay lúc này là chiếc điện thoại.
Hương còn đang bận chỉnh mấy tấm ảnh chụp hồi tối. Nghe thấy Lan hỏi thì cũng chỉ trả lời cho có lệ, ậm ờ vài câu cho qua chuyện. Ghế nào? Chắc tao đấy. Ê, mày thấy mấy cái ảnh chụp chiều nay đẹp quá. Kiểu này sáng mai dậy sớm đi chụp mới được. Ồ, cái bức này đẹp lắm này, cả bức này nữa. Lan biết Hương vốn là người sống ảo, nhưng lúc này dù có hỏi gì đứa bạn của cô cũng không quan tâm. Lan mở túi lấy bộ trang điểm rồi đi vào nhà tắm. Trước khi đi, Lan không quên quay sang nhìn Hương rồi bảo: mày có đi tẩy trang không? Hương đưa tay ra trước mặt rồi xua: mày cứ đi trước đi, ta còn bận lắm, tí ta làm sao cũng được. Lan nhìn Hương chỉ biết lắc đầu rồi đi vào nhà tắm. Cũng may là trong nhà tắm này có gương nên việc vệ sinh với Lan cũng dễ dàng. Lan xả nước ra bồn rồi bắt đầu rửa mặt. Thế nhưng rồi Lan vừa ngẩng mặt lên cũng là lúc ở gương xuất hiện một bóng người lướt qua. Nhưng mà sau lưng của Lan lại chẳng có gì cả. Cô ngó đầu nhìn ra bên ngoài. Trên giường Hương vẫn còn đang cắm đầu vào điện thoại thích thú. Nhưng trong phòng ngoài Hương ra thì cũng không có ai ở đây cả. Lan gãi đầu khó hiểu, cô mới quay người vào bên trong rồi tiếp tục công việc của mình. Thế nhưng rồi Lan vừa cúi đầu xuống bồn rửa thì đột nhiên ở bên ngoài có âm thanh vang lên. Âm thanh giống như ai đó đang cầm gậy gõ xuống nền nhà vậy. Âm thanh đó nghe rõ lắm, nó giống như là âm thanh của người già hay chống gậy để đi. Mỗi lần Lan thường thế, bà cô của cô hay chống. Lan ngẩng mặt dậy, cô quay người nhìn ra bên ngoài. Nhưng rồi cũng chính thanh âm này lại không còn nữa. Lan cảm thấy khó hiểu, rõ ràng cô nghe thấy tiếng chống gậy vào nền nhà, mà lại không biết thanh âm đó phát ra từ đâu. Lan nhìn quanh phòng rồi dừng lại trước cái ghế. Cái ghế đó vậy mà nó lại đang hơi đung đưa qua lại. Ê Hương ơi, mày vừa ngồi ở ghế kia à? Hương quay sang nhìn Lan rồi giật mình đánh thót. Mày dọa ma tao hả? Giật cả mình. Làm sao mày hỏi gì? Lan sực nhớ ra là sữa rửa mặt vẫn còn trên mặt của cô. Lan cười gượng nói: tao hỏi mày, mày vừa ngồi ở ghế kia hả? Tự nhiên tao thấy nó đung đưa cho nên tao hỏi. Ghế nào? Tao ngồi ghế nào? Từ lúc về đến giờ tao vẫn nằm trên giường mà. Mày mau vào rửa mặt đi, gớm chết đi được. Thì cái ở cạnh giường đó. Hương ngẩng mặt lên nhìn, nhìn chiếc ghế trước mặt. Hương lắc đầu nói: không, tao tự nhiên ngồi đó làm gì? Mà có khi là gió thổi từ cửa sổ vào đó. Mày nhanh lên, tao còn tẩy trang. Lan quay sang nhìn vì cửa sổ đúng là có gió thổi từ ngoài vào thật. Nghe Hương nói đúng, Lan liền tặc lưỡi quay vào bên trong. Sau khi tẩy trang xong, Lan trở về giường nằm. Một lúc sau thì Hương cũng đi ra. Cả hai nằm nói chuyện với nhau đủ thứ chuyện rồi lấy điện thoại ra lướt. Bỗng điện thoại của Lan báo pin yếu cho nên cô sờ tay sang bên cạnh để tìm củ sạc. Cạnh giường của Lan nằm được chủ nhà nghỉ đặt sẵn một chiếc bàn trang điểm, nên lúc tối Lan đã để củ sạc điện thoại của mình ở đó. Lan đưa tay quét ngang mặt bàn nhưng không thấy củ sạc của cô đâu. Cô thò tay ra xa thêm một chút thì bất giác Lan cảm thấy như sờ vào một thứ gì đó. Cô cảm nhận được thứ đó nhăn nheo giống như da của người già, cộng với đó là một cảm giác lạnh toát khiến Lan khẽ rùng mình. Đột nhiên thứ đó cử động khiến cho Lan giật mình rụt tay lại. Cô hét toáng lên rồi ngồi bật dậy. Lan đưa chiếc điện thoại ra trước mặt bật đèn phất lờ soi xem đó là thứ gì. Nhưng trên mặt bàn lúc này vốn chẳng có gì ngoài cục sạc của cô đang nằm lăn lông lốc ở giữa bàn. Hương vừa mới hiu hiu giấc ngủ thì bị tiếng hét của Lan làm cho giật mình tỉnh dậy. Hương quay sang nhìn Lan vẻ mặt đầy hoang mang. Sao vậy Lan? Tự nhiên mày hét ầm lên như vậy làm tao giật cả mình. Nhớ mà cái thằng Hải với thằng Đức nó nghe được á, nó lại nghĩ là mình có chuyện gì đó, cho nó chạy sang thì sao? Tao hình như là vừa sờ vào cái thứ gì đó. Bây giờ soi lại chẳng có gì cả. Giống như là có người nào đó trong phòng mình vậy đó. Thứ gì là thứ gì? Tao thấy có khi mày ngủ mơ đó. Trong phòng ngoài tao với mày làm gì có ai. Thôi ngủ sớm đi, mai còn đi săn ảnh bình minh. Nói rồi Hương quay sang hạ người xuống giường cố gắng ngủ tiếp. Lằn chiếu chiếc đèn phát lờ mờ chắc rằng không có thứ gì khác trong phòng. Bóng ánh đèn đi qua cái ghế bập bênh. Nhìn thẳng vào chiếc ghế, Lằn có cảm giác rùng mình. Cô lắc đầu một cái rồi nằm xuống giường.
Đột nhiên Lan nghĩ ra điều gì đó, cô quay sang vỗ nhẹ vào người của Hương. Ê Hương ơi, hay là mình dậy đi. Hương lúc này đã chìm vào giấc ngủ nên không trả lời. Biết Hương là đứa ngày cáu gắt, Lan không gọi Hương dậy nữa. Hương chiếc đèn pin ra ngoài, Lan cúi đầu soi xuống gầm giường. Dưới gầm giường lúc này khoảng trống ra thì không có gì cả. Lần này Lan mới chắc chắn là trong phòng không có ai. Lan thở phào yên tâm quay đầu tính bỏ lên. Cũng chính lúc này đột nhiên có gương mặt của người đàn ông xuất hiện ngay trên đầu của Lan. Cùng ánh đèn điện thoại, gương mặt kia nghiện ra khiến cho Lan giật mình. Chiếc điện thoại rơi khỏi tay của Lan, rơi cúp xuống nền nhà. Hưng nằm ở bên bị tiếng hét của Lan đánh thức. Cô đi đến bật công tắc điện dọc đầy mệt mỏi. Mày làm sao nữa vậy Lan? Lan hai tay ôm mặt nghe tiếng giọng của Hương, cô mới dám mở mắt ra nhìn. Quay sang nhìn Hương, Lan run rẩy bảo. Mày ơi, trong phòng vừa nãy tao thấy có người đứng cạnh tao đó mày. Hương thở dài bất lực, giọng điệu lúc này đã chuyển sang để khó chịu. Hương đi đến nhặt chiếc điện thoại dưới đất đưa cho Lan rồi bảo. Mày bị làm sao vậy? Từ lúc lên Tam Đảo đến giờ mày cứ như bị sao đó. Thế bây giờ mày làm ơn lên giường giùm tao. Sao mày mấy đứa còn đi sớm? Mày cứ như thế này thì tao chả ngủ được. Nhanh lên nằm vào trong giường đi. Mày nghe chuyện ma xong bây giờ bắt đầu tưởng tượng linh tinh đó. Từ mai đừng có nghe nữa. Hương quay sang tắt đèn trong phòng đánh cụp, rồi mệt mỏi bỏ về giường. Lan im lặng không nói gì thêm. Cảm giác khi nãy vẫn còn gợn gợn tại tay của Lan. Cô đưa tay ra trước mặt nhìn mà trong lòng vẫn không thể lý giải được thứ mình gặp phải là gì. Lan nằm suy nghĩ một lúc xong đành thở dài cho qua. Trong phòng dần trở lại yên tĩnh. Ở trên giường Lan lúc này đã chìm dần vào trong giấc ngủ. Trong màn đêm tĩnh lặng, đột nhiên có tiếng kéo kẹt bỗng nhiên phát ra khiến cho Lan giật mình. Cô bật dậy tóm lấy điện thoại rồi bật đèn soi thì tiếng động kia lại biến mất. Lan nhẹ nhàng nằm xuống, vừa nằm cô vừa quan sát chung quanh xem có điều gì bất thường hay không. Ở bên cạnh tiếng ngáy của Hương vẫn còn vang lên đều đều. Ánh đèn kia nhanh chóng được Lan tắt đi. Cô liếc điện thoại thêm một lúc để kéo giấc ngủ lại. Màn đêm buông xuống mang theo cái không khí lạnh giá của nơi rừng thiêng nước độc. Ở bên ngoài từng lớp sương trắng phủ xuống ngày càng dày đặc. Thi thoảng chung quanh lại vang lên tiếng con thú rừng kiếm ăn. Lan đưa tay kéo chiếc chăn đắp ngang người. Bỗng ở bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên khiến cho Lan thêm một lần nữa giật mình tỉnh giấc. Ai đây? Lan khó chịu đứng dậy thập thững đi ra. Vì còn đang trong cơn ngái ngủ cho nên Lan không hề mảy may quan tâm xem ai là người vừa có cửa giữa lúc đêm hôm như vậy. Cô tiến đến gần chỗ cánh cửa rồi vặn chốt. Thanh âm đánh tách của ổ khóa vang lên rồi ngược vào trong. Ở bên ngoài ngay trước mặt của Lan thế mà lại chẳng hề có ai. Khó hiểu Lan ngó đầu nhìn ra bên ngoài. Theo dọc hành lang dài hun hút thì chỉ là khoảng trống vô định. Nghĩ mình có khi mơ ngủ, Lan lúc này thở dài quay người đi vào trong phòng. Chính lúc đó sau lưng của Lan không hề biết từ khi nào lại có bóng người đứng ngay phía sau, dùng đôi mắt hằn học chìm chìm vào Lan. Đôi mặt đó mang theo một luồng sát khí đến lạnh người, khiến cho Lan giật mình hét toáng cả lên. Mắt của Lan nhắm tịt lại theo phản xạ cô ngã ngửa ra đất. Tiếng thét của Lan khiến cho Hương thêm một lần nữa giật mình. Ánh đèn điện nhanh chóng được Hương bật lên. Thế Lan ngồi bệt trước cửa ra vào, Hương khó hiểu hỏi. Mày làm cái gì mà đêm hôm ngoài đấy? Ta không biết nữa. Trong đầu của Lan lúc bấy giờ rối lắm, cô cũng không biết phải giải thích sao cho Hương hiểu. Cô gồng người rồi ngồi dậy, đóng cánh cửa phòng rồi đi lên giường ngồi. Cô bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ vừa xảy ra và kể lại cho Hương nghe. Ta nói thật đấy, mày phải tin tao Hương. Tao thì lúc nào cũng tin mày. Nhưng mà mày có chắc chắn không? Hay là lúc đó ngái ngủ lại nhìn gà hóa quốc? Đúng là ngay đến bản thân của Lan còn không biết lúc đó thứ cô nhìn thấy có thật hay không. Khi đó còn đang trong cơn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, rất có thể cô nhìn nhầm. Thế nhưng mà chẳng lẽ trong một đêm cô lại hoa mắt đến mấy lần như vậy? Thế nhưng rồi Lan lại không cách nào giải thích được hợp lý vào lúc này. Lan mệt mỏi, cô đứng dậy đi về phía giường nằm. Ở phía sau, Hương chỉ biết lắc đầu thở dài. Ánh đèn điện được Hương tắt đi ngay sau đó. Lần này Lan chọn nằm trong còn để Hương nằm bên ngoài.
mở chiếc điện thoại thấy có 2 giờ sáng, Lan yên tâm nhắm mắt đi ngủ. Có ngày lúc đó ở trong góc tối căn phòng xuất hiện một bóng người lững thững bước về phía chiếc ghế. Cộng với đó là âm thanh kéo kẹt phát ra, chiếc ghế bắt đầu đung đưa qua lại. Tưởng rằng mọi thứ đến đây là kết thúc, nhưng chưa được bao lâu trên giường, Lan vẻ mặt lúc này nhăn nhó. Cô đưa tay ôm đầu miệng không ngừng lẩm bẩm. Đau, đau. Ông là ai sao lại đuổi cháu đi? À, đau, đừng kéo tóc cháu nữa, cháu xin ông. Trong giấc mơ, Lan thấy công cụ ngồi trên đầu giường, dùng tay túm lấy tóc của Lan mà kéo mạnh. Ông của đó vừa kéo tóc của Lan vừa chỉ tay về phía ngoài cửa. Ông của đó kéo khỏe lắm, khiến cho Lan nhăn mặt đau đớn. Lan cố gắng bám tay vào đầu mà không ngừng van xin. Tiếng kêu khóc của Lan thêm một lần nữa đánh thức Khương dậy. Cô quay sang vỗ nhẹ vào mặt của Lan. Này, tỉnh dậy đi. Mày sao đi Lan ơi, tỉnh dậy. Nghe tiếng gọi của Hương, Lan dần tỉnh dậy. Biết mình vừa trải qua cơn ác mộng, Lan thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa tay lên lau đi hai dòng nước mắt vẫn còn dính trên mặt. Bỏ ra khỏi giường, Lan tiến về phía nhà vệ sinh. Nhìn chiếc ghế chắn ngang lối đi, Lan cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng lần nào đi qua cô cũng đẩy nó sát vào tường, thế mà bây giờ chiếc ghế lại vẫn cứ chỉnh ảnh ở đây là sao? Bực mình, Lan kéo hẳn chiếc ghế đến cuối giường, cô mới quay vào nhà vệ sinh. Sau khi rửa mặt mũi xong, Lan quay trở lại giường. Hương chứng kiến tuần này đến giờ không biết người bạn của mình đang bị làm sao. Thế Lan đi ra, cô lên tiếng hỏi. Mày bị sao vậy Lan? Đêm hôm 3 giờ sáng rồi còn nằm khóc. Mày có biết tao lo lắng thế nào không? Lan sau khi rửa mặt xong tỉnh táo lại, cô lên giường thở dài. Tao vừa mơ thì giấc mơ ghê lắm. Tao thấy công cụ ngồi trên đầu giường cứ túm tóc của tao mà kéo. Vừa kéo ông ấy vừa nói cái gì xì xà xì xồ tao không hiểu. Nhưng mà tao thấy ông ấy cứ chỉ tao ra chỗ cửa rồi kéo đầu tao ra đó. Nhìn hành động của ông ta hình như là muốn đuổi mình ra khỏi phòng. Lúc đó mặt ông ấy dữ tợn lắm. Bây giờ nhớ lại tao vẫn còn run rẩy. Hương khẽ nhăn mặt khi nghe Lan kể về giấc mơ. Hương vốn chẳng tin vào mấy thứ tâm linh, cô liền thở dài rồi bảo. Mày ấy chắc là ngủ lạ giường nên mơ ác mộng thôi. Chứ tao này ngủ ngon lành từ tối đến giờ có sao đâu. Bây giờ tao mới phát hiện ra, mày rất hay thần hồn nát thần tính đấy. Thôi cũng đã 3 giờ sáng, cố ngủ một giấc đi. Sáng mai 5 giờ còn dậy đi săn bình minh. Lan mặc dù lúc này cô đã có phần nghi ngờ về việc trong căn phòng này có thứ gì không sạch sẽ, thế nhưng cô lại không thể giải thích được sự nghi ngờ đó xuất phát từ đâu. Kéo chiếc chăn ra đắp ngang người, Lan nằm suy nghĩ. Hương vì sau 2 lần tiếp tục bị đánh thức, thành ra cô dù cố gắng nhắm mắt lại như thế nào cũng không ngủ được. Cô quay ngang quay dọc mấy lần rồi thở dài để bất lực. Đấy mày xem đi, tại mày bây giờ đến tao cũng mất ngủ luôn này. Đi chơi được hôm mà cứ ma quỷ bực cả mình. Mà này, sao mày đi chụp ảnh á, mày phải cân góc chụp đẹp đẹp nha. Này ta đi qua mấy cái chỗ thấy đẹp lắm đó, đúng hướng mặt trời. Lan đang nằm, tiếng Hương nói thì quay sang, vòng tay ôm qua người của Hương. Lan bảo, được rồi, mày thích chụp thế nào chả được. Gì chứ riêng cái khoảng chụp hình đó thì mày phải tin tưởng vào tay nghề của tao. Tất nhiên là tao tin mày rồi. Không tin mày thì tao nghĩ là tao cho mày chụp chắc. Mà thôi cố gắng ngủ thêm chút đi. Không mày chụp ảnh mắt thâm quầng anh nhìn như xác sống đó. Vừa nói Hương vừa kéo Lan nằm sát lại bên cạnh mình. Trong không gian tĩnh mịch ở bên ngoài hành lang, bỗng có tiếng bước chân vang lên cộp cộp. Cùng lúc đó thì tiếng bước chân nhỏ, càng về sau thì tiếng bước chân lại càng rõ hơn. Lan và Hương đang nằm trên giường nghe thấy tiếng bước chân thì cùng nhau nhìn ra bên ngoài. Lần này không chỉ mình Lan nghe thấy mà cả Hương cũng vậy. Lan nuốt nước bọt đánh ực im lặng chờ đợi. Tiếng bước chân kia ngày một đến gần phòng của Lan, cho đến khi tiếng bước chân vang lên trước cửa phòng của hai người thì dừng lại. Bầu không khí bỗng trong phòng lúc này trở nên im lặng, căng thẳng đến đáng sợ. Trên giường cả Lan và Hương đều không dám thở mạnh. Hai người nhìn chăm chăm về cánh cửa phòng. Tiếng gõ cửa vang lên đúng 3 tiếng thì dừng lại. Lan vì gặp phải liên tiếp những chuyện đáng sợ cho nên cô sợ lắm. Lan kéo chăn lên ngang mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt run rẩy nhìn ra ngoài. Hương vốn mạnh dạn hơn Lan, cộng với đó cô chưa bị trêu bao giờ. Cô lên tiếng hỏi. À, ai đấy? Đêm hôm gõ cửa có chuyện gì?
Đêm hôm giờ không ngủ tính có phòng người khác trêu đùa hả? Có tin tôi báo chị chủ nhà không? Đáp lại câu hỏi của Hương là một quả khoảng không im lặng. Hương cũng ngồi đợi thêm một lúc nhưng không có ai đáp lại câu hỏi của mình. Thế vậy Hương liền bỏ dậy, cửa tính đi ra bên ngoài. Làn lúc này sẽ đến run cầm cập, nhưng thấy người bạn của mình chuẩn bị ra ngoài, lại thêm việc khi Lan ra mở cửa rồi gặp người kia thì bỗng Lan cảm thấy lo. Lan sợ rằng khi cánh cửa vừa được mở ra thì người kia lại xuất hiện, thì có khi Lan ngất ra đây mất. Lan vội vàng nắm lấy tay của Hương mà kéo lại. Đừng ra ngoài đó, tao sợ lắm, hay là ở trong này thôi. Lan nhìn người bạn của mình lắc đầu ra hiệu. Hương vỗ nhẹ tay của Lan ý bảo rằng không có sao. Gần tay Lan ra khỏi tay của mình, Hương rón rén đi đến bên cạnh cửa phòng. Để bên ngoài không có người ở bên trong này nên Hương không hề bật điện. Theo vào đó cô đứng sát vào cửa rồi áp tai vào cánh cửa để nghe ngóng. Cứ muốn xem bên ngoài có động tĩnh gì hay không, lại có ai đó nửa đêm giả thần giả quỷ hù dọa cô và Lan. Áp tai vào cánh cửa, Hương nhắm mắt để cảm nhận. Trên giường Lan không dám gây ra động tĩnh, ngay cả thở thôi Lan cũng cố gắng thở nhẹ nhất. Bật giác bên ngoài như có ai đó đang cào vào cánh cửa vang lên. Hương phải cố gắng nghe kỹ mới có thể cảm nhận được âm thanh đó. Cô đưa tay nắm nhẹ vào chốt. Chính ngay lúc đó ở bên ngoài xuất hiện tiếng cười khẳng khặc vang lên. Hương vặn mạnh cánh cửa mở ra. Lan lúc này hãi lắm cho nên cô kéo chăn dậy kín cả đầu. Hương đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Cô không thấy có bóng dáng ai dọc cả hành lang. Kể cũng lạ, động tác của Hương mở ra rất nhanh, nhưng tại sao bên ngoài lại chẳng có ai? Rồi âm thanh có tiếng cào vào cửa ở đâu? Hương suy nghĩ, cô quay sang nhìn lên trên giường, thấy bạn của mình đắp chăn run như cầy sấy. Hương đưa tay bật công tắc điện thở dài. Mày làm sao vậy Lan? Có cái gì đâu mà mày sợ hãi thế? Đây này, ra đây mà xem làm gì có gì đâu. Nghe thấy giọng của Hương, Lan liền kéo chiếc chăn ra khỏi đầu. Nhìn về hướng của Hương run rẩy chỉ ra cánh cửa. Hương ơi! Trên cánh cửa sau lưng mày. Vì cánh cửa đã mở bên trong nên khi Hương mở cửa ra thì mặt ngoài của cánh cửa quay vào trong phòng. Theo hướng chỉ tay của Lan, Hương quay đầu nhìn lại. Trên mặt cánh cửa xuất hiện một chữ tiếng Trung Quốc đỏ như là được viết bằng máu. Điều đặc biệt là chữ này có vẻ được tạo thành bằng việc người ta dùng vật gì đó khoét vào cửa. Trên từng nét chữ thi thoảng màu đỏ ở đó chảy ra, dầm theo cánh cửa bốc mùi tanh nồng. Cơ mày Lan học chuyên khoa tiếng Trung nên khi nhìn chữ đó Lan dịch được ngay. Nếu như dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt thì được hiểu là cút đi hoặc là biến đi. Hương đưa tay sờ nhẹ vào chữ kia. Cô nhớ lại lúc cô nhận phòng dường như không có chữ này. Thế nhưng rồi ai lại bày ra cái trò này để trêu cô? Hương quay người ngó đầu ra bên ngoài. Dọc hành lang nhà nghỉ vẫn còn khoảng không gian tĩnh mịch. Thì thoảng ánh đèn hành lang chập chờn lập lòe, cùng thêm tiếng điện kêu loẹt xoẹt. Thế nhưng vì là nhà nghỉ thời xưa nên việc hỏng hóc cũng là lẽ thường tình. Sỏi đôi dép vào chân Hương tính ra bên ngoài. Thấy Hương sắp đi đâu, Lan vội vàng gọi. Hương ơi, mày đi đâu đấy? Hương chỉ tay ra bên ngoài khó chịu nói. Thì tao ra xem rốt cuộc đứa nào trêu tụi mình. Chẳng lẽ cứ để cho chúng nó trêu như vậy hả? Mấy cái loại người không có ý thức ấy, tao tóm được á, tao chửi cả mặt tổ chúng nó lên. Nhưng mà đêm hôm rồi, mày đóng chặt cửa lại đi. Ai trêu được thì cứ trêu chứ. Mày ra ngoài đó, tao ở đây tao sợ lắm. Lan ra vẻ khẩn khoản, thế nhưng rồi Hương không đồng ý. Hương quay người đi ra bên ngoài. Đi dầm theo dãy hành lang, Hương nhắm mắt đi nhìn chung quanh. Đúng là chẳng có bóng dáng của người nào cả. Hương cố tình đi xuống tầng 2 để nhìn. Ở dưới đó cũng không hề có ai. Hương khó chịu quay người đi về phòng. Và trong phòng Hương thở dài quay người đóng cánh cửa phòng lại. Thế nhưng khi cô quay lại chỗ giường thì Lan đã cứng đờ từ bao giờ. Ánh mắt của Lan nhìn thẳng về chỗ chiếc ghế. Thế là Hương đi đến trước mặt của Lan. Cô đưa tay phẩy phẩy trước mặt của Lan rồi hỏi. Này, mày làm sao thế Lan? Cái ghế. Lan chỉ tay về chỗ chiếc ghế, giọng điệu ngắt quãng câu được câu không. Hương quay lại nhìn chiếc ghế kia thêm một lần nữa, rồi quay lại nhìn Lan nghi hoặc hỏi. Cái ghế nó làm sao? Mày nói gì vậy? Nói rõ xem nào, úp úp mờ mờ thế sao tao hiểu được?
Hít một hơi thật lạnh, Lan cố gắng điều hòa lại nhịp thở, cô bắt đầu kể lại cho Hương hiểu. Lúc tối nay tao thấy cái ghế đó nó chắn ngang chỗ đi ra đi vào. Tao bực mình tao kéo nó đến tận cuối giường. Vậy tại sao bây giờ chiếc ghế đó lại nằm ở đây? Trong khi đó phòng chỉ có hai đứa mình. Mày nhớ không cái lúc mà tao kéo ghế đó, mày còn đang ngồi trên giường nhìn tao đó. Đúng là Hương có nhớ Lan kéo chiếc ghế qua sát giường cô rồi mới đi vào nhà tắm. Sau đó thì Lan trở về giường ngồi cùng cô. Tiếp sau đó thì hai người đi ngủ. Vậy chiếc ghế bây giờ tại sao lại ở chỗ kia được? Trong đầu của Hương lúc này hiện ra một số câu hỏi nhưng cô không thể nào giải đáp. Bỗng có tiếng xẹt xẹt giống như là chập điện vang lên. Ánh đèn trong phòng lập lòe một lúc rồi tắt hẳn. Còn lúc đó là tiếng hét thất thanh của Lan. Không biết Lan hét lên vì điều gì, Hương túm chặt lấy chiếc điện thoại bật đèn lên chiếu thẳng vào mặt của Lan. Mày sao vậy Lan? Lan mặt cắt không ra giọt máu, mặt mũi của cô tái nhợt, dường như là có chuyện gì khiến cho Lan sợ lắm. Cô rúc mạnh vào trong chăn chỉ tay về chỗ chiếc ghế miệng run rẩy. Chiếc ghế, trên chiếc ghế có người ngồi đó đó Hương ơi. Hưng quay đầu nhìn lại, cô chiếu chiếc đèn pin về chiếc ghế. Thế nhưng rồi trên chiếc ghế đó làm gì có ai. Ở bên ngoài tiếng bước chân kia lại vang lên. Lần này nhịp điệu của tiếng bước chân đó có vẻ nhanh hơn khi nãy. Hưng quay người nhìn ra chỗ cửa, cô im lặng chờ đợi. Ở bên cạnh Hương, tiếng rên rỉ của Lan cũng không còn nữa. Thay vào đó là một không gian nặng trịch. Hưng cảm thấy lồng ngực của cô lúc này có chút khó thở. Âm thanh gõ cửa lại vang lên thêm một lần nữa. Hương kéo chiếc chăn chắn người cô im lặng chờ đợi. Tiếng gõ cửa lại vang lên thêm một lần nữa. Cùng với đó thì âm thanh giống như là có ai đó đang cào vào cửa vang lên. Ở bên ngoài xuất hiện tiếng cười khàn đặc. Tiếng cười đó vang vọng dọc theo dãy hành lang rồi phả vào bên trong phòng. Hương im lặng chờ đợi. Cô vòng tay qua kéo sắt Lan ngồi vào gần mình. Một lúc sau thì tiếng bước chân kia lại vang lên. Hương cảm nhận được tiếng bước chân đó khá rõ. Cô thở phào nhẹ nhõm. Trên tay Hương chiếc điện thoại vẫn còn sáng đèn. Hương tính quay sang hỏi Lan xem có nên làm liều chạy sang phòng gọi thằng Hải và Đức hay không. Thế nhưng khi ánh đèn còn vừa chiếu ra thì Hương hai mắt trợn tròn. Chiếc ghế khi nãy còn đang ở gần cửa vào nhà vệ sinh, bây giờ từ khi nào nó lại ở ngay bên cạnh giường của cô? Đặc biệt là chiếc ghế đó còn đang đung đưa qua lại như có ai đó đang ngồi ở đó vậy. Hương lúc này cảm thấy cả người của mình lạnh toát, da gà da chó cứ như vậy nổi lên. Đúng là lúc này Hương rất sợ lắm. Cô đưa tay lay nhẹ người của Lan, nhưng không thấy Lan nói gì cả. Lan nằm im bất động giống như người chết. Hương run rẩy gọi, Lan ơi Lan, đừng bảo với ta là mày sợ quá ngất nha. Trả lời tao đi Lan ơi. Hương quay sang túm lấy điện thoại. Cô mở máy tìm số của Hải và Đức. Tiếng chuông điện thoại bắt đầu vang lên. Lan vẫn còn ngỡ ngỡ nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên ở phòng bên cạnh. Lan nhìn màn hình điện thoại miệng không ngừng lẩm bẩm, Hải ơi, Đức ơi, mau nghe máy đi nhanh lên, nghe máy đi. Tiếng chuông điện thoại vang lên rồi lại tắt ngấm. Hương bấm máy gọi thêm hai ba cuộc nhưng vẫn chỉ là những tiếng chuông kéo dài trong vô vọng. Ở bên cạnh Hương, cả người của Lan bỗng run lên. Cúi xuống nhìn Lan, Hương cảm nhận được hình như là Lan đang cười. Một điều cười lúc đầu lí nhí trong cổ họng, sao lại phát ra khành khạch. Thế vậy Hương quay đầu chiếu đèn pin về phía của Lan. Lúc này Lan vẫn đang úp mặt vào đầu gối, cô liền tiếng gọi. Lan à, mày đừng làm tao sợ, mày cười gì thế Lan? Sau câu hỏi của Hương, tiếng cười của Lan lại càng to hơn. Đầu của Lan ngoắc ngoắc rồi đại ngẩng lên nhìn Hương. Tóc của Lan rối như tơ vò, cộng với đó là một cặp mắt trắng dã. Hai lòng đen lúc đó chỉ to như đầu chấm bi. Rớt rãi từ mồm của Lan chảy ra nhảy nhụa. Lan nhìn Hương mà cười khẳng khặc. Hương kinh hãi, cô cố gắng lùi lại cho đến khi lưng cô chạm vào tường. Hương nhìn Lan cố gắng ra sức gọi, Lan ơi, tỉnh dậy đi Lan ơi, mày bị sao thế Lan? Lan ngồi ở đầu giường cười khẳng khặc như một người điên. Tóc tai của Lan chẳng biết từ khi nào xõa ra che kín cả nửa khuôn mặt. Lan cứ ngồi yên như vậy trên giường, cả người đung đưa qua lại giống như là mấy bà lên đầm. Đột nhiên tiếng cười của Lan dừng lại, thay vào đó Lan nói ra bằng thứ tiếng tàu xì xà xì xồ.
Nhưng bởi Hương cũng theo khoảng ngôn ngữ chung như Lan, cho nên Hương có thể hiểu sơ qua những thứ mà Lan nói. Lan chỉ tay vào mặt của Hương. Cút hết khỏi đây. Ai cho chúng mày vào trong này? Đây là nơi tao ở, chúng mày cút hết đi. Câu nói đó khiến cho Hương cả người cứng đơ. Biết bao nhiêu tiếng Trung hàng ngày cô nói vanh vách mà bây giờ chẳng có chữ nào đọng lại trong đầu. Hương chỉ còn biết trơ mắt nhìn Lan đang chỉ về mình quát mắng. Hương cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô hít một hơi rồi lắp bắp. Lan ơi Lan, mày tỉnh lại đi, mày đừng làm tao sợ Lan ơi. Đột nhiên Lan bò ngửa người dậy. Lan bò quanh giường nhìn về phía của Hương, giống như mấy con thú săn mồi đang vườn với thức ăn của mình. Lan bò một vòng rồi lại ngồi xuống giường cười điên điên dại. Hương lúc này hồn vía bị dọa chẳng còn bao nhiêu. Cô cứ như vậy ngồi co ro vào cuối giường, nước mắt của Hương lúc này trực chảy ra. Ở bên này Lan vẫn không ngừng chửi bới bằng thứ tiếng Trung kia. Cút khỏi đây. Chúng mày cút khỏi nhà tao. Nếu không tao giết chết chúng mày. Nói xong Lan đứng phắt người dậy. Cô chạy đến bên chỗ cửa sổ đu bám rồi lại nhảy xuống dưới đất chạy bình bịch. Đột nhiên cả người của Lan ngã vật ra chiếc ghế gỗ. Tiếng kèn kẹt lại vang lên. Trên ghế người của Lan đung đưa qua lại. Hương ngồi im trên giường để chờ đợi. Lan bất giác quay đầu qua nhìn Hương. Cộng với đó là điều cười kia lại vang lên. Đột nhiên ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hương sợ lắm, cô không biết bản thân phải làm gì bây giờ. Phía trước là Lan đang hóa điên hóa dại. Phía sau lại là tiếng gõ cửa thần bí. Hương còn chưa biết phải đối phó tình huống này ra sao thì âm thanh gõ cửa lại vang lên. Cộng với đó phía sau cánh cửa là giọng của Đức và Hải. Hương ơi Lan ơi, chúng mày có gì ở trong phòng mà mầm lên thế? Tao Đức đây, Hải đây. Hương ơi, Lan ơi. Nghe thấy giọng của Hải và Đức, Hương mừng lắm. Cô lúc này giống như chết đuối vớt được phao cứu sinh. Hương bất chấp vùng dậy nhảy ra khỏi giường chả đã mở cửa. Sau cánh cửa Đức và Hải đang đứng đợi sẵn. Với tiếng hai người bạn của mình, Hương lao ra phía sau lưng của cả hai người. Thế Hương biểu hiện khác lạ, Hải bấy giờ quay sang. Sao vậy? Sao mà cả người run cầy sấy thế, cái Lan đâu? Phòng chúng mày bị gì mà đêm đêm cứ ầm ầm lên thế? Hương cố gắng để bản thân của mình bình tĩnh trở lại. Chỉ tay vào trong phòng, Hương bắt đầu bảo. Hải ơi, Đức ơi, trong đó sợ lắm, trong kia có Mai sao ấy. Cái Lan nó bị Mai nhập rồi. Nó đang hóa điên hóa dại trong phòng. Vừa nãy nó còn đòi giết tao nữa. Đạt Hương đứng dựa vào tường, Hải và Đức tiến vào bên trong. Cả hai đưa tay lần mò công tắc điện nhưng không được. Công mày trước khi đi chơi cả hai chuẩn bị đèn pin. Hải liền chạy về phòng mang sang. Sau khi xoay từng ngóc ngách trong phòng nhưng không thấy bất cứ điều gì, Hải với Đức mới đi đến chỗ giường. Nhưng rồi trên giường lại chẳng có ai. Ủa, cái Lan đâu? Đức nhìn chung quanh rồi lắc đầu ra hiệu. Nghĩ là Lan chui xuống cầm giường hay chiếu đèn pin xuống nhưng cũng không thấy. Chạy tay về nhà tắm, Hải bảo. Có khi con Lan nó chạy vào nhà tắm. Đi theo tao vào nhà tắm xem Lan có trong đó không. Đức và Hải cùng nhau tiến về căn nhà tắm. Thế nhưng rồi khi cả hai người đi ngang qua chiếc ghế gỗ thì đột nhiên cả hai khựng lại. Trên ghế gỗ bóng của Lan đang ngồi ở trên đó. Hải quay lại chiếu đèn pin vào mặt của Lan. Lúc này Lan hai mắt trắng dã, miệng nha ra hàm răng cười khẳng khặc. Nhìn dáng vẻ của Lan lúc này, đột nhiên hai chân của Đức mềm nhũn, giọng nói ngắt quãng, hơi thở dồn dập. Cái Lan nhìn ghê quá mày ơi, phải làm sao bây giờ? Nó bị ma nhập giống như là cái Hương nói thật đó. Hải im lặng không trả lời Đức, theo vào đó ánh mắt của Hải có phần nghiêm nghị. Hải đứng im nhìn thẳng vào mặt của Lan một hồi lâu. Ở bên Đức thấy Hải không trả lời mình thì lo lắng. Hải ơi, mày sao thế? Đừng bảo với tao mày cũng bị nhập nha. Hải quay lại nhìn Đức thở dài bất lực. Đưa chiếc đèn pin cho Đức. Hải bây giờ bảo. Đúng là Lan nó bị vong nhập. Ở nhà tao trước gì tao cũng bị vậy. Để tao hỏi xem tại sao lại nhập vào cái Lan. Rồi thì người ta cần gì thì mình đáp ứng. Nói xong thì Hải đi đến ngồi xuống trước mặt của Lan. Hải hắng giọng. Cho hỏi người nhập vào bạn tôi là ai vậy? Lan cười khẳng khặc nói bằng thứ tiếng Trung. Cút hết. Chúng mày cút khỏi nhà tao. Hải thấy người này nói tiếng Trung cho nên cũng đành dùng tiếng Trung để nói. Cho hỏi ông là ai? Sao lại nhập vào bạn tôi? Chúng mày đến ở nhà tao. Chúng mày chưa xin phép. Ta không cho chúng mày ở. Chúng mày cút khỏi nhà tao.
Nếu không tao giết chúng mày. Hải nghe đến đây thì đã hiểu được câu chuyện. Hải bắt đầu bảo: chúng cháu không biết đây là nhà của ông, nếu như mạo phạm mong ông tha cho. Đây là bạn cháu, nó cũng không biết gì cả. Ông tha cho chúng cháu sẽ rời khỏi đây. Chúng cháu không dám ở lại làm phiền ông. Người không biết không có tội mà ông bỏ qua. Hải vừa nói đến đây là lúc Lan trợn ngược mắt nhìn Hải, cộng với đó là điều cười khủng khục vang lên. Lan chỉ tay vì Hải rồi bảo: được, được. Lan vừa nói đến đây thì cả người đổ cảnh ra. Hai mắt của Lan nhắm chặt lại. Ánh đèn phòng đang tắt bỗng nhiên sáng trở lại. Hải nhìn sang Đức rồi ra hiệu cho Đức hỗ trợ mình đưa Lan sang phòng. Lan được đưa sang phòng của Hải rồi cho nằm xuống. Hưng cũng chạy theo sau. Trên giường, Hưng dùng khăn ướt lau mặt cho Lan. Hải và Đức đứng nhìn Hưng, đợi khi Hưng lau xong cho Lan thì mới lên tiếng: rốt cuộc là cái Lan nó bị làm sao? Bên đó ngay chúng mày xảy ra chuyện gì? Hưng thở dài quay về phía của Đức và Hải rồi bắt đầu kể lại những thứ cô và Lan gặp phải. Ngày Hưng kể xảy ra chuyện mà cả Đức và Hải đều không tin vào tai của mình. Thật sự Hưng và Lan đã trải qua những chuyện đáng sợ như vậy sao? Hưng mặc kệ cho hai thằng bạn đang bàn tán với nhau, cô quay sang nhìn Lan rồi cầm điện thoại. Đồng hồ lúc này đã là gần 5 giờ sáng. Vậy là mới chỉ có mấy tiếng ngắn ngủi mà cô với Lan đã trải qua biết bao chuyện đáng sợ như vậy. Không một lúc lâu sau thì Lan cũng tỉnh dậy. Ở bên ngoài những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện. Hưng cùng mấy người bạn của mình thu dọn hành lý rời khỏi căn nhà đáng sợ này. Nhóm của Lan ra đến quảng trường Tam Đảo dừng lại ở một quán ăn về hè. Lúc này sắc khí của Lan cũng đã đỡ hơn đôi chút. Sắc mặt tái nhợt giờ đây đã hồng hào được phần nào. Tuy rằng đầu của Lan lúc này vẫn còn đau, nhưng cô vẫn có thể gắng gượng được. Đức và Hải bấy giờ mới dám hỏi Lan về những chuyện xảy ra đối với Lan vào đêm qua. Lan cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện rồi bắt đầu kể lại. Sau khi nghe Lan kể, cả ba người đều có chút ân hận. Nếu như mọi người tin vào lời của Lan thì chuyện đã không thể xảy ra. Cũng may mà Lan không sao, chứ không thì cả nhóm không biết phải ân hận thế nào. Đúng lúc bà chủ quán mang đồ ăn ra thì nhóm của Lan nói chuyện về việc gặp ma ở nhà nghỉ đó. Như gãi đúng chỗ ngứa, bà chủ quán liền lên tiếng nói thêm: mấy cháu tối qua ở nhà khách trên kia phải không? Mấy đứa lần đầu đi chơi Tam Đảo hay sao mà dại thế? Trên đó nhiều ma lắm đó. Cháu gái này ở phòng có chiếc ghế đơn phải không? Trong phòng đó có vong ma đấy người Tàu. Đó là một ông cụ ngày trước. Ông cụ có đi du lịch cùng gia đình, nhưng mà không biết đã nảy ra mâu thuẫn cãi nhau gì với người con trai. Hai bố con lời qua tiếng lại, xong ông cụ bị ngã đập đầu vào cái ghế đó mà chết. Chuyện đó xảy ra cũng phải cả chục năm rồi chứ không phải là mới đâu. Vậy mà cho đến tận bây giờ vong ông cụ vẫn còn ở đó. Tính ra phải kha khá người ở đó, ông cụ bị trêu rồi đấy. Công may mà mấy đứa không có sao. Chưa cách đây vài năm cũng có nhóm lên trên đó thuê phòng, rồi một người trong nhóm nhảy từ tầng 3 xuống chết tức tưởi đó. Cô thì cô không biết là nam hay nữ, nhưng mà nghe mọi người bảo đã nhảy cắm đầu xuống nên là không cứu được. Nhóm của Lan nghe bà cô kia nói vậy thì cũng sợ lắm. Thế nhưng cũng may là trong nhóm của Lan không có ai xảy ra chuyện gì bất chắc. Ngày hôm đó Lan sau khi uống viên thuốc giảm đau, cô cũng trở lại bình thường. Cô cùng mọi người chơi đến đầu giờ chiều rồi cùng nhau quay về Hà Nội để kết thúc một chuyến đi có lẽ là đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.